Anh Khang, cảm ơn anh. Đừng có vậy mà nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Gọi mấy ông anh ở Mắc Cao, vì chuyến hàng đêm nay của tên tàu, mở tiệc lớn tới nhà hàng năm sao để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết bị buôn bán ra sao, anh em tao bao thị trường Mắc Cao. Nếu ăn kia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mà xa nhau. Anh em tàu đến từ đồng lào mà ở Mắc Cao cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày súng chúng ta vung vai mày cao nồng. Ở đây đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần, luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần vip thì để tôi sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự lựa chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới về lâu. Chạy con xe một vòng hoa cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ, là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo, ôm hàng cắm lăng biển dứt biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những anh xăm màu mắt ở trên da, đồng đạp mây quấn hết cả ba bên, chúng ăn tình làm sao mà tao quên, đất Ma Cao phải nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy các con chốt sang sông, bao lần cay đắng nhưng vẫn không than, vì miếng cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt, trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhưng lại yêu thích bi hài, gặp lấy xe tôi cho mày tắt đài. Anh em tao Ma Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến kêu tên Sa Kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến được tiên. Anh em tao Ma Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến kêu tên Sa Kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh rồi tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến được tiên. Quay từ nhỏ hiểu gõ đời chanh chua, bao lần nhanh thô phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành ganh ma, thằng mộng đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đất phân lên, thằng nào lên phán chén cơm người khác thì chuyện nát thống rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, mà cao đèn sáng suốt quanh đêm. Lỗ tai sổ kém tăng hình gây cốc tắt lưng toán súng đứng canh xem. Em gái mặt em cho mày chán nếu như mày gán gan gan. Thích chơi sang nó đưa mồi bán ba em bánh hãng gian ngang. Nếu không thì sống thua thì sắp bất sang bang. Đó là chưa kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Rõ ràng khi mày ăn quen đất casino này chẳng an toàn. Nơi đây không nghe thiết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra thì là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, chi, chi, chi nguyên bao tiền ga. Giờ không ai phiền ta, chắc trời mà cao là đây. Anh em tao Ma Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến kêu tên Sa Kha. Lần lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu điều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao Ma Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến kêu tên Sa Kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu điều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Làm gì? Cầm hết rồi sao? Chờ hỏi đi. Vì sao mà cổ đeo vàng rồng, cậu bạn chăm sóc cho mấy chậu hoa. Sống đơn giản nhưng đầy khí chất, thì một tí gắt chính là cậu ba. Mới hôm qua vừa thăm cậu cả, xin lời nhận từ chiến Ma Cao. Nắm trong tay là bốn con ách, cậu ba chấp mày luôn cả ba đao. Dân đầu tư, dân kinh doanh, dân công tránh cả dân máu lạnh. Mở miệng ra hợp tác làm ăn, đối với cậu ba phải chiết khấu mạnh. Chắc là nhờ mấy lần lấy nét, trải qua nhiều cơ cuộc đấu tranh. Đứng trên sàn cậu ba phát biểu, mọi người vỗ tay theo tiết tấu nhanh. Đừng có nhìn cái miệng cậu cười, mày tưởng cậu vui lại giỡn vài trò. Hình thật thép có đón lòng nhau, cái đại cảm xúc cậu đã mài mò. Game cậu chơi phải chăm điều khó, đường cậu đi bão trong nhiều gió. Gặp gian nan cũng không từ bỏ, vì ngay từ nhỏ cậu đã tự lo. Có đôi lần người vào chầm tư, khi mà có kém mấy chuyện ăn chia. Đi lên là từ khốn khó, nên là hay vướng chữ tình chữ nghĩa. Nhớ thằng anh thằng em ngày nào đã cùng mình tung hoành đêm khuya. Cậu ba quyết xứng khổ cùng nhau, nên cùng anh em lập băng tứ phía. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha. C5A. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha. Sa Kha. Cậu ba khét tiếng danh hùng bá, như một vùng trời
cuộc sống này xa hoa. Cần cứ gọi cậu ba nha, xa ha. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, xa ha. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, xa ha. Cậu ba sáng sạch sang đẹp mã, khi cậu bước tới mày phải dần ra xa. 10 điểm, cậu ba 10 điểm. Cậu ba chiến, cậu ba ác, cậu ba khác mấy cậu ba báo. Không lên mạng gõ phím tàu lao, tôi vẽ thanh cao để ôm đầu báo. Cậu ba luyến, cậu ba lái, nhạc cậu ba khác bao trường phái. Theo lẽ phải cậu sống không sai, ý trời đã ban sẽ không làm trái. Cậu sống ở đất miền Tây nhưng mà khác tiếng ra tới miền ngoài. Luôn đất thẳng cánh cò bay, của cải chất đóng không thiếu tiền xài. Lối xóm họ cứ chuyện tai, cậu ba nghĩa khí còn lắm tiền tài. Lính lát hai hàng đứng sau bờ vai là để giải quyết mấy chuyện phiền tái. Không quan tâm thêm chi lo âu, cái tâm ai xấu người đó từng biết. Sống hay thua hãy tranh đua nhau, tụi nó từng sinh rồi nó từng giết. Mấy năm nay khó khăn đi qua, bây giờ đến lúc cậu ba từng quyết. Ta trái tay mặt cả đống anh em ngồi hưởng nhạc hay cậu ba từng biết. Có đôi lần rơi vào trầm tư khi mà gói ghém mấy chuyện ăn chia. Đi lên là từ khốn khó nên là hay vướng như tình chữ nghĩa. Nhớ thằng anh thằng em ngày nào đã cùng mình tung hoành đêm khuya. Cậu ba quyết xưng khẩu cùng nhau nên cùng anh em lập băng tứ phía. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, xa khá. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, xa khá. Cậu ba khét tiếng danh hùng bá khi một vùng trời cuộc sống đầy xa hoa. Cần cứ gọi cậu ba nha, xa khá. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, xa khá. Nếu có cần cứ gọi cậu ba nha, xa khá. Cậu ba sáng sạch sang đẹp mã, khi cậu bước tới mày phải giật ga xa. Mày chỉ biết hút không chịu đi khám phá. Nếu vậy mà cầm sách bút mày đi với tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Dưới một cửa sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đáng. Thank you.
chuyện khốn khó. Trong lòng căn nhà là chốn đó, đứng nhìn lên chưa cả hỏi vì sao đời ta mới chỉ tất cả những cộng là vốn có. Phản đảo trên vai ta mang kiếp phong trần, gió xương ta đã phát trăm lần. Xương vui những thứ khác không cần, an yên là đủ mà cho mắt thăm quần. Ngồi nhìn đêm mưa ta cô đơn với con phố đèn, không ai bên tao đâu ta cố gắng. Có bao gian nan và quay bước tiếp, mong trời cao cho tao vương còn kiếp số hẹn. Người xa cuốn đi mây mù răng lối mờ, đưa ta về thề trong tim sống cho ngày mai. Một bước chi tâm trong người mà an uất lòng, chân không lùi đuổi không dung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấu. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn chiến hùng. Gom đau tôi chắc chân dày đã bao nhiêu năm sống trong giấy hồng. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mang đến em. Thì đâu tôi chắc chân dày sẽ có ghi tên mày trong đó. Tập quán đã sống theo tâm phật và bản tính người dân.
dân họ vẫn luôn chân thật. Đừng để tên mày có ở trên hình nhân và nhang đèn kính bay ở trên nghìn năm. Thần chú được đọc trước khi lên hình xăm, miệng mày phun độc thì đừng hỏi sao mình câm. Bước thang trong năm đời của nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể, không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Mỗi tháng trong năm đời của nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể, không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về.
đâu có bài này spot tròn kê chồng xuống thắt nhóm thơ quầy dù quê chón à lâu mấy cái xong đầy xa là ba xa hát mày dân riết chồng rong với chát tàu đất mày bao năm qua bỏ cơm cán đâu dám nghỉ ngơi đi chân đất nhưng mà nhà bốn tấm rượu mà chăm công chứ đâu có giận chơi giữ cái đồ lên vua một cõi hiên ngang từng bước vào ngay tạo ra vàng chấp nhận một sợi bóng lấy như bóng lúa của người sắp sờ vai dở hơi ta không thích mày làm trò như soi tiếp tao phiêu biết mày đàn bò muốn soi lá gan thì cứ để coi thằng nào muốn đứng vững cho đến khi tàn cờ được hỏi về thành quả đạt được đã bao nhiêu quan trọng chính chậm đặt và cái đầu phải không yêu giang âm nhân tâm của tao sáng sắp sao trò đáng với cái thứ mà tao yêu Yeah.
có bưởi nóng hay bưởi lạnh cũng đều to to. Anh thích loại bưởi nào tôi cũng nhường hết cần gì so đo. Thì già xưa qua pha hồ gian, nay có cầu cống bắc dòng đồng gian. Về Cần Thơ đất chật người đông, còn dễ nhung với mỹ nữ thì lắm người mà hồng gian. Bao năm qua ta sống ở trên cõi đời này, ta không ngó đến chuyện trần gian. Ta mang chân đất đi kiếm chân thành, ta mong chân lý mỗi ngày tràn dân. Vì ta đây là con của đất rừng, trời cao ta bao lần mơ. Và nếu hỏi ta là đất từ phương nào, tao là dân Cần Thơ. Nhau mong đến
Tụi mày chỉ biết hút chỉ biết khúc.